Mấy thằng đâu rồi? Ông cứ để ông nào. Ông củi sạch đồ đấy ra và ông. Bây giờ ông một trà không phải làm sao? Ông củi sạch đồ đấy ra áo. Ông lừa lừa cho không có gì đấy, không phải làm áo. Ông, đây là trong nhà thôi. Chứng nhận thôi. Vứt xuống đất. Chồng chữ chết. Không công nhận. Cháu tỉnh lắm. Cháu không nghiện. Cháu nghiện 3 năm về cháu đã nghiện rồi. Cháu hút 3 năm về cháu đã nghiện. Vẫn là giả tỉnh, giả mê thôi. Nó chứ không phải là đến nóc nhà nó bắt con gà. Nó cứ ở trong nghĩ đến bố ông công an nó chịu.